đây là cái xe phía sau. Quay lại, quay. Ok, nó ngừng rồi đó. Ok, bây giờ mình bữa nay mình đi dọc đường của Melbourne, mình chỉ các bạn xem mấy cái xe điện này nè, tiếng Anh gọi là xe tram. Đó, mà tiếng Việt mình gọi là xe điện. Đó. Thì nước Úc này là có như có mình nước Melbourne, thành phố Melbourne này nè là có xe điện này thôi. Còn mấy thành phố khác như là Sydney, Brisbane đồ là không có xe điện. Có xe lửa thì có mà không có xe điện. Đó, thì bữa nay mình giải thích cho mấy các bạn hiểu về cái cách lái xe trên đường mà có xe điện này. Đó, chạy ngang đó. Ok, để mình cho chạy một chút rồi mình chạy theo. Thì các vị thấy là trên đường trước mặt mình là dưới đường là có đường rầy xe tram đó, là xe điện đó. Thì xe điện nó chạy trên đường đó. À, mà mình cũng chạy, có quyền chạy trên đường đó luôn. À. Ừ, cái đèn, cái vạch màu vàng. À, thì phải làm sao, nói rõ kỹ càng. Đó, thì mình chạy lên đây. Thì các quý vị thấy trên đường có mấy gạch vàng đó. Là những cái len của xe điện đó. À, nhưng mà trong những cái giờ mà thí dụ như tan sở này kia hoặc là giờ đi làm đó là mình phải nhường xe tram, mình không được chạy trên cái đường đó. Tại vì xe tram là nó phải ưu tiên. Đó, nếu mình chỉ được chạy trên cái đường xe tram đó là khi nào những cái giờ vắng thôi. Còn những giờ mà tan sở rồi đó thì mình không được chạy một cái nhiều. Quý vị thấy đó, bây giờ tới một cái trạm của xe tram đó thì có một anh chàng này lên, thì đó xe tram phải ngừng cho anh chàng lên đó. Mà quý vị để ý là lúc ngừng á là có mấy đèn báo cho mình, người lái xe nè, mình phải ngừng, mình phải nhường cho khách lên và xuống cái xe điện đó để chờ khi nào nó đóng cửa đó. Đó, người ta lên rồi đó, nó xe điện mới đóng cửa và cái đèn nó cúp đi thì mình có quyền chạy nhưng mà lên. Chạy rất chậm, nó chạy chậm chậm qua vậy đó cho nó an toàn đó. Cứ chạy trong xanh, thời tiết hôm nay rất là đẹp nè. Bây giờ mình để ý là xe tram nó tới một từ một cái đường nhỏ nó sẽ quẹo vô một cái đường lớn. Mà thông thường ở đây nếu mà cái đường lớn á, thì người ta chia ra một cái phần đường cho xe tram nó chạy riêng. Đó, xe hơi chạy riêng, xe tram chạy riêng. Còn đường nhỏ thì hai xe nó chạy chung, mà đường lớn thì nó chạy riêng nhau. Đó, thì đường thường cái đường mình đang ở trên là đường nhỏ, và đường quẹo vào đường bên phải này là đường lớn. Cho nên cái xe tram sẽ có cái đường riêng, cái đường riêng cho nó chạy. Đó, các bạn thấy không? Đó thì cái đường riêng xe tram đó mình thấy đó, theo trên mấy cái đường rầy đó nó quẹo vô, thì khu kia bên kia là có mấy cái trạm. À, một cái trạm nó làm tới đứng quay đó cái trạm cho người ta nhìn thấy. Phải chưa? Ừ. Ok, bây giờ mình chạy trên đường Lincoln Street, đường Lincoln. Đó, thì các bạn thấy là cái đường này là đường nhỏ thôi chứ không có lớn. Đó, hai bên là có xe đậu. Đó. Mà xe cũng có xe điện chạy cũng được. Đó, các bạn thấy là dưới đường là có đường rầy xe điện. Đó. Nhà là xe điện nha chứ không phải xe lửa nha. Đó, hai cái phương tiện khác nhau. Xe lửa nó rất là lớn. Đó, mà trong nó chạy được trong cái đường riêng tư của nó, ưu tiên của nó. Còn xe điện này là xe tram đó. Là
chạy trong cái đường thường của xe hơi chạy đó, nó không ưu tiên đó. Mà có giờ giờ cao điểm á thì cái lane, cái hàng của xe điện á thì người ta có ưu tiên đó. Đó là hai cái điểm khác nhau từ xe lửa và xe tram. Xe tram á là chạy trong đường của xe hơi luôn, còn xe lửa là chạy trong đường riêng tư của nó. Nó một đường nhỏ hẻm vậy đó mà các bạn thấy là cũng có xe tram, xe điện này cũng chạy được. Chính vì vậy là có mấy cái giờ cao điểm là mấy cái đường nhỏ này rất là kẹt. Tại vì có xe điện nè, có xe hơi rồi, rồi có người, có dân chạy xe đạp nữa đó, cho nên mấy giờ cao điểm á, mấy cái đường này nó rất là bận và ưa kẹt xe. Đó, các bạn thấy trước mặt mình là có hai cái bảng đó, hai bảng chớp 40 đó, thì đại khái là trên cái đường này và vào cái giờ này thì mình cho phép, chính phủ cho phép mình chạy tới 40 km một giờ thôi đó. Nếu chạy hơn thì có thể bị phạt. Hôm nay là vào một mùa xuân rồi đó, là và mới 2 tuần thôi đó, là tháng 9 đây là bắt đầu vô mùa xuân của thời tiết, theo thời tiết bên nước Úc này. Mùa xuân đó là 3 tháng, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 là mùa xuân. Thì thời tiết bên này cũng rất là đẹp, ấm. Trước mặt mình là có một cái khu sơn màu vàng đó, thì cái khu đó là một cái trạm của xe điện đó. Các vị thấy có vài người đứng ở đó là đứng chờ xe điện tới để người ta lên xe điện và người ta đi đó. Trạm, cái trạm đó là một cái trạm xe điện đó, mà trạm được xây giữa đường mà cái trạm xe điện á, là cách nhau khoảng chừng 300m là có một trạm, 300m là có một trạm đó, cho nên rất là nhiều trạm xe điện nó chạy trên đường á, là nó ngừng hoài để cho khách lên và xuống đó, cách nhau khoảng chừng 300m là có một trạm à đó. Nếu mà quý vị thấy, có thể thấy là trước mặt mình nó dưới kia là một trạm nữa đó. Quẹo vô một cái đường, một trong cái đường đẹp của thành phố Melbourne. Đường này tên là Royal Parade. Đường này rất là lớn, có nhiều lane phía trong là lane nhỏ đó, cho xe hơi chạy. Còn cái lane chính giữa này là cái khoảng chính giữa này là cho xe hơi và xe tram cũng được đó. Thì quý vị thấy là xe đường này xe tram đó tới giữa đó. Đó mà cái khúc đó là ưu tiên cho xe tram thôi. Các bạn để ý trên ánh treo trên mấy cái dây điện á là có cái bảng đó, cái bảng để cái hình xe điện và để only, nghĩa là tram only, nghĩa là cái khoảng đường đó là xe tram chạy được thôi, ưu tiên cho xe tram, ưu tiên cho xe điện chạy. Tuy nhiên nếu mình quẹo thì mình có quyền lên cái đường đó, mình quẹo phải đó. Còn lúc mình chạy thường đó, thì mình để cho xe tram chạy ưu tiên, còn mình thì chạy xe hơi thì mình chạy trên cái đường. Nói cho
cho người ta hiểu về cái lằn vàng đó là cái gì nữa. Đó thì mình mới vào mùa thu cho nên mấy cây á, cây cối mùa xuân thì các bạn thấy mấy cây á, là cũng chưa có bắt đầu chưa có có lá, thì khoảng chừng 2-3 tuần nữa thì bắt đầu có lá, chỉ có cái mầm đó nó mầm non. Đó thì các vị thấy trên đường á có cái một cái hàng màu vàng đó, thì cái hàng đó là chia ra cái đường rầy xe điện và cái đường xe hơi chạy đó, khá dạy cho mình lúc mình lái xe mình biết là cái khoảng đó là ưu tiên xe điện và bên trái là ưu tiên cho xe hơi. Đó, thì các quý vị thấy là lái xe trên đường mà có xe điện á thì mình phải cẩn thận một chút, tại vì nó chạy nó ngừng hoài à, rất nhiều trạm đó, cho mình phải để ý và cẩn thận. Đặc biệt cái đường này còn có cái là cái trường đại học Melbourne ở bên trái á, là quý vị thấy á, là cái trường đại học Melbourne đó, một trong cái trường đại học nổi tiếng nhất ở nước Úc này. À, nếu mà bạn muốn học về ngành luật sư, medicine là gì? Kiến trúc, medicine là gì? Y khoa, kiến trúc. Đó là khái là phải vào trường Melbourne này học nè. Còn mấy cái đại học nhỏ nhỏ khác thì không có dạy mấy cái môn đó. Không có những cái ngành đó. Phần mấy cái ngành đó. À, thì cũng có một hai cái đại học khác cũng có dạy mấy cái ngành đó, mà đại học này thì là nổi tiếng nhất. Biết view đây nè, bên phải này là các quý vị thấy là một cái building lớn mới nhất, đó là một cái bệnh viện và một chỗ người ta thí nghiệm về bệnh cancer. Ung thư. Ok, thì mình vào vô đây. Rồi. Bây giờ mình vào cái thành phố Melbourne đó, là thị xã Melbourne đó, rất là lớn, rất là bận, rất là nhiều người, xe điện rồi xe hơi đủ thứ chứ nữa. Các vị thấy đó. Melbourne. Đó, các vị thấy không? Đó, xe điện cái bên phải của mình đó là xe điện đó. Đó. À, các vị thấy là có nhiều model. Model bên phải này là loại hơi cũ một chút. À, các vị thấy hôm nay là trạm nè, trạm xe điện đó. Người lên xuống. Đó, thì nếu các bạn mà có dịp qua Úc này á, mà nhất là mấy bạn mà du học bên Úc này á, mà tính lấy xe thì nên ưu tiên mấy cái câu hỏi về xe điện đó, trước sau nữa phải xe hỏi bạn vài câu về xe điện. Mà mấy cái câu rất là dễ, sự thật rất dễ, không có khó.
nếu mà chú ý chút. À, đại khái là nó có thể, người ta có thể hỏi bạn là tại chạy tới xe điện thì mình ưu tiên hành khách hay là hành khách ưu tiên. Đó, thì đại khái mình phải ưu tiên cho hành khách lên và xuống xe điện, đó là number one. Đó, phải ưu tiên hành khách, phải ngừng xe lại. Đó, cái trước mặt là có quý vị thấy là xe điện loại mới, model rất là mới đó, mới nhất đó. Đó, nó rất là đẹp, nó ba toa. Rồi mình đi. Bây giờ mình sẽ quẹo phải, mà cái Melbourne này nó có cái vài cái luật nó rất là đặc biệt đó. Các bạn thấy trên trên cái bảng gọi là right turn from left only, đó là lại khái cái luật đó là gọi là hook turn. Hook turn đó, thì mình nếu mà muốn quẹo phải á thì mình phải tấp qua bên phải, bên trái vậy nè. Đó, mình tấp qua bên trái. Đó, mình chờ ở đây. Đó, mình chờ lúc mà đèn đổi màu vàng thì mình có quyền quẹo phải. À, cái luật nó hơi khác hơn mấy cái thành phố khác là cái đó, nó gọi là hook turn. Hook là H O O K, hook turn đó, nó màu vàng ở đó thì mình quẹo nè. Đó, mình quẹo. À, đó là hook turn. Cách quẹo bằng cách hook turn ở thành phố Melbourne này 100% là có một cái câu về, về cái cách quẹo đó. Cho nên các bạn học về cái cách quẹo đó, rèn luyện để học cái cách quẹo đó để cho hiểu biết, để lúc mình thi mình lấy bằng thì mình biết rõ ràng, mình lấy được bằng. Mà chính vì chính con cái dân người Úc ở đây là người có rất nhiều người không có hiểu cái luật quẹo hook turn đó, với người ta không có can đảm để lái vào thành phố thị xã Melbourne, tại vì ta thấy mấy cái cách quẹo đó hơi khó, hơi phiền cho người ta, cho nên rất nhiều người không lái vào thành phố mà để xe ở nhà rồi đi bằng xe lửa hay là xe điện vào thành phố. Tại vì mình lái vào city rất nhiều lần rồi, mình quen rồi, cho nên mình can đảm mình lái như thường thôi, không có gì mà sợ hết. Chứ mình có để ý là rất là nhiều mấy cái xe từ tiểu bang khác mà chạy từ tiểu bang đó vào Melbourne này thì người ta cũng không biết cái luật hook turn đó, người ta cũng chạy theo cái luật của trong tiểu bang của người ta đó, thì có lúc nó sai. Có một cái xe điện màu nâu đó, cái xe điện rất là đặc biệt, nó gọi là City Circle Tram. Đó, các bạn xài xe đó đi vòng thành phố Melbourne miễn phí, miễn phí 100%. Đó, xài xe đó mà đi vòng Melbourne thôi, thành phố Melbourne thôi. Đó, nó gọi là City, nghĩa là thành phố, Circle là vòng. Đó, City Circle Tram là xe điện đi vòng thành phố Melbourne. À, nó đánh một vòng thành phố Melbourne
các bạn đi bằng xe đó thì là miễn phí, không cần phải trả tiền, không cần mua vé. Cũng có hình như là tất cả là như 4 chiếc xe điện, xe tram đó, mọi người cũng sơn màu màu như là màu rượu vậy đó, màu đậm đậm vậy đó, màu bạc đô, có đó kia màu bạc đô. Mà ở trong nó đặc biệt là nó chế biến thành một cái quán ăn, quán ăn trên xe điện luôn. Thì nếu mình muốn thì mình phải book, nghĩa là đặt chỗ, đặt chỗ như là tháng trước vậy đó mới lên ăn được, chứ không phải là tự động trên đường mà lên cái xe đó ăn, không phải. Mình phải đặt chỗ, đặt chỗ cả tháng trước rồi mình lên đó mình ngồi xuống mình ăn như một quán ăn trên thường thôi, mà vừa di động, xe điện di động mà mình vừa ăn đó. Chạy vòng vòng thành phố đó. Gọi là restaurant tram, tiếng Việt là quán ăn trên xe điện. Nãy giờ thì mình không có thấy một chiếc đó, tại vì tối tối thì nó bắt đầu chạy, để cho du khách lên từ nước này nước kia hay tiểu bang này tiểu bang kia lên để thưởng thức cái xe đặc biệt đó. Đặc biệt quán ăn trên xe điện đó. Đây là một trạm xe điện nữa đây. Thì các quý vị thấy bên phải là cũng là một cái trạm xe điện mà nó làm tối tân hơn là mấy cái trạm mình thấy trước. Đó là mấy trạm này là nằm trong thành phố Melbourne. Bữa nay là chủ nhật đó cho nên không có nhiều người đi trên đường. Còn nếu mà ngày thường á là rất là nhiều người đi. Đây là cái trạm nè, trạm đó. Quý vị thấy là cái trạm này là trạm cuối của xe điện. Nó không đi được nữa, nằm cuối luôn. Đó, thì từ đây nó sẽ đi ngược lại. Tài xế đổi đầu đi ngược lại. Tối là 5 giờ, không như 5 rưỡi, 5 giờ 45 là tối rồi. Thì bữa nay mình đi một vòng thành phố Melbourne để cho các bạn thấy thành phố Melbourne ra sao, xe cộ bên đây ra sao, nhất là xe điện, xe tram đó, nó ra sao cho các bạn thấy. Thì nếu các bạn có dịp qua bên Melbourne thì các bạn biết trước mấy cái thành phố Melbourne ra sao. Đó, thì hy vọng cái video này sẽ giúp các bạn hiểu biết về thành phố Melbourne và cái luật lái xe trên đường chung với xe điện và xe tram nó ra sao. Mình sẽ quay thêm về thành phố Melbourne cho các bạn thấy và thưởng thức sau này. Đó, thì bữa nay thì mình quay như vậy thôi. Rồi mình sẽ gặp gần lần kế. Rồi. Bye bye.